Lâu hay sau hoạt động ở Hoa Ngữ thì bất cứ ai cũng dính phốt ít nhất là một lần. Thế nhưng có những vết đen mà dàn minh tinh chỉ muốn chôn giấu cả đời, không thích người khác nhắc lại. Và ngay sau đây chúng ta hãy cùng điểm qua những vết đen muốn quên của dàn sao nhé. Thứ nhất, Cao Viên Viên. Trong mắt khán giả, Cao Viên Viên là đại diện cho nhan sắc là nữ thần hu phu với vẻ đẹp đoan trang. Thế nhưng thì bạn có biết trong quá khứ Cao Viên Viên lại bị nhiều sao nữ tránh né vì sở thích làm bé ba? Có thể nói tất cả bạn trai của cô như là Đằng Hoa Đào, Trương Á Đông, Hạ Vũ đều đã có nửa kia. Và chính vì quá khứ không mấy tốt đẹp mà Cao Viên Viên không được lòng bố mẹ của Triệu Hộ Đình. Thứ hai, Đồng Khiết. Đồng Khiết từng là ngọc nữ hàng đầu của Hoa Ngữ, được hàng triệu người yêu mến và ủng hộ vô điều kiện. Thế nhưng vào năm 2012, cô trở thành cái tên lắm anti-fan nhất Cbiz vì để lộ ảnh thân mật với Vương Đại Trị đã có gia đình. Từ đó đến nay, dù Đồng Khiết cố gắng thế nào đi chăng nữa thì khán giả vẫn không ủng hộ cô. Sự nghiệp tụt dốc, cuộc sống mẹ đơn thân vất vả khiến nhan sắc của cô héo hon dần. Thứ ba, Thư Kỳ. Trước khi trở thành ảnh hậu đình đám của Hoa Ngữ, Thư Kỳ từng có tuổi thanh xuân nổi loạn và đóng phim 18 cộng. Sau khi công thành danh toại và đủ chín chắn, Thư Kỳ luôn cảm thấy day dứt và xấu hổ vì lựa chọn sai lầm của mình. Cô sẵn sàng chi hàng triệu đô để mua lại những bộ phim ngày xưa, chôn lấp vết đen để không ai biết đến. Đáng tiếc sự cố gắng của Thư Kỳ không có kết quả. Thứ tư, Dương Mịch. Dương Mịch là sao nữ không được lòng cư dân mạng xứ Trung. Ngoài những lùm xùm xấu hổ trong liên hoan phim Cannes thì ồn ào về việc quỵt tiền từ thiện năm 2015 cũng ảnh hưởng rất lớn đến hình tượng của người đẹp này. Khi ấy Dương Mịch hứa sẽ tặng máy đánh chữ cho học sinh khiếm thị, nhưng những món quà ấy lại chẳng thấy đâu. Vì chuyện này mà Dương Mịch mang danh thánh quỵt và bị chê cười đến tận bây giờ. Thứ năm, Địch Lệ Nhiệt Ba. Với diễn viên Hoa Ngữ, việc nhận cúp diễn xuất là vinh quang. Tuy nhiên với Địch Lệ Nhiệt Ba thì việc lên trở thành thị hậu Kim Ưng lại là vết đen lớn chẳng bao giờ muốn nhắc đến. Bởi việc cô nhận cúp vàng với bộ phim Lý Huệ Trần xinh đẹp có điểm đưa ban bếp bát diễn xuất ý ẹ đã làm khán giả tức giận tẩy chay, khiến nữ diễn viên rơi vào cảnh thất nghiệp. Cũng từ đó thị hậu trở thành biệt danh mỉa mai mà anti-fan dành riêng cho Địch Lệ Nhiệt Ba. Cảm ơn các bạn đã xem video trên kênh Top Sao Hoa. Đừng quên nhấn nút đăng ký và nhấn chuông để cập nhật những tin tức mới nhất của chúng tôi nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại!